Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Có ma. Truyền thuyết có một thư sinh tin rằng bên trong khu rừng có ma. Kết quả là anh ta bị bọn ma bóp cổ chết. Ông nói dối thôi. Trên đời này làm gì có ma chứ, đúng không nào? Đúng thế, không có ma đâu. Vị khách quan này tốt nhất là tin có ma, đừng có nên tin là không có. Ngoài thành 10 dặm sự thật là có khu rừng mà đó. Bên trong có rất nhiều oan hồn giả quỷ. Tất cả những oan hồn đó đều là những người qua đường bị bọn cướp giết chết. Vì thế người chết khác thường, oan hồn không thể tan biến được. Cánh rừng đó âm u và rất đáng sợ, khiến người khác sợ hãi. Sợ sao chứ, cho dù là sợ đi nữa, tôi cũng chỉ sợ bọn cướp hơn là sợ bọn ma quỷ đó. Nhưng tôi biết đại ca của ta là ai không? Đây là đại ca của chúng tôi, Đào Giọng Tam. Là người nổi tiếng không biết sợ là gì, biệt danh là Đào Không Sợ. Anh ta là người không sợ trời, không sợ đất. Vậy các người lại là gì chứ? Hí hí à, nghe rõ đây, chúng tôi chính là tổ hợp mơ tưởng Hắc Bạch Vô Thường ớt cây. Tôi là Lai Phúc và tôi là Thêm Thêm Thủ. Anh nghe tôi nói đi. Được rồi. Lữ giang hồ thuật sĩ các người có thể bịp mấy người đàn bà ngu dốt cùng với mấy đứa con nít là được rồi. Muốn lừa Đạo Trọng Tâm này, hãy chờ đến kiếp sau đi. Ăn cho ngon, ăn từng cái, rất muốn ăn. Đại ca, anh đói rồi sao hả? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ngón tay của ta bây giờ đã cứng lên rồi sao? Tao không muốn ăn, thì tiểu đệ của ta cũng muốn ăn sao chứ? Đại ca, cô ta đang vứt rác kìa. Một đống rác vô tích sự. Mày đúng là không biết thực hay là giả ngốc đây ạ. Mày không nhìn thấy người ta tạo cơ hội cho mày sao? Ngay cả điều này mày cũng không biết nắm bắt được nữa. Đại ca, lần này chúng ta lại mất cơ hội rồi sao? Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra kế sách khiến cho anh ta mất mặt trước cô gái đó. Sau này hãy gặp phải cô gái đó thì sẽ chạy ngay. Ui da, cô không sao chứ? Đau quá thì mất. Nào để tôi xem. Đúng thế, cô bị trèo chân rồi đấy. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Để tôi giúp cô xoa bóp. Xoa bóp xong thì sẽ hết đau ngay thôi mà. Đau quá. Xoa bóp xong sẽ khỏi ngay thôi mà. Không cần nữa đâu. Đừng có sợ nào. Nào để ta hôn nàng một cái. Chàng thật là xấu. Xấu quá đi. Chàng đúng là xấu lắm đấy. Đừng có làm thế mà. Đã nói là đừng có làm vậy. Chờ chút nàng sẽ thấy ngay thôi.
đúng là đáng ghét thật đấy. Đúng là đáng ghét, chàng xấu thật. Chàng xấu quá đi mất. Nàng bảo thật là vui để ta khiến nàng thấy, để cho nàng không có cơ hội mà kêu nữa đâu. Nàng xấu quá đi mất. Chỗ đó của chàng kích thích thật đấy. Hai chữ nhất lưu, tuyệt thật đó. Em rất là thích. Chờ một lát em sẽ biết ngay. Anh không chỉ đơn giản như thế đâu. Cái chân có kích thích không? Dĩ nhiên rồi, chân châu cũng không trắng thế. Mà chỗ đó của anh ta, con ngoan à, đừng có khóc nữa nào. Chúng ta sẽ về nhà, đừng có khóc nữa. Tóm lại là tuyệt đến nỗi không cảm nhận hết. Thật sao? Lần tới tôi cũng phải thử xem sao. Được rồi, lần tới đi nhé. Tôi hứa với chồng tôi ra ngoài mua đồ. Đã muộn thế rồi mà chưa về. Về nhà chắc định sẽ bị anh ta khiển trách cho mà xem. Ông chủ à, bao nhiêu tiền vậy? Phu nhân, hay là chúng ta đi theo đường lớn đi. Đường đó tương đối an toàn hơn đấy. Nếu như đi đường lớn, cần phải mất thời gian một ngày. Chỉ bằng đi ngang qua cánh rừng còn tốt hơn. Phu nhân à, trong rừng có ma, rất là đáng sợ đó. Đủ đàn ông các người, bình thường thì trời không sợ, đất không sợ. Bây giờ trong rừng chỉ là đồn có ma, có gì mà phải sợ chứ phu nhân à. Trong rừng có sơn tặc thì chúng ta không sợ. Nhưng mà nếu như có ma, vậy được thôi, ta trả thêm 10 lượng bạc nữa. Nếu như có người nào không sợ ma, dám qua đêm trong rừng, thì 10 lượng bạc đó sẽ thuộc về người đó. Như thế anh dám rồi chứ? Hừ, chắc chúng tôi mất đại ca. Các người thật là chắc ca. Chỉ đùa thôi, rót ly trà đi nào. Nếu không sợ có ma đó, đại ca, có ma quỷ gì chứ? Trong rừng đó đúng là có ma thật đó. Tất cả các cậu đừng có tin chuyện của những thuật sĩ đó nữa. Không phải đâu, người thường nhân buôn ngọc trai ban nãy mới đi khỏi, nói rằng bên trong rừng có một con ma nữa. Bắt chước đàn ông đó là ma nữ sao? Không chỉ như thế, mà cô ta nói rằng ai dám qua đêm trong rừng, cô ta sẽ trả cho người đó 10 lượng bạc đó. Khẩu khí lớn như thế. Không phải tôi có khẩu khí, chỉ là trên đời này không có người lớn gan như thế. Tại hạ là Đào Vọng Tam, không biết phu nhân là... Tôi tên là Vân Tiên, là vợ của ông chủ Gia Bảo Châu trong thành. Vậy thì là Gia Phu Nhân rồi. Ban nãy nghe Gia Phu Nhân đánh cá 10 lượng bạc, cho rằng không ai dám qua đêm trong rừng phải không? Đúng thế, nhưng mà tôi nghĩ bọn đàn ông các người đó là thiên hạ vô địch, nhưng thực chất là vô năng lực. Xem ra 10 lượng bạc này không ai dám đánh cược với tôi đâu. Tôi phải đi đây, xin cáo từ. Đại ca, anh là người nổi tiếng đào lớn gan. Lần này anh không khiến cho người khác xem thường chứ? Đừng, đúng thế đó, chỉ là ma nữ thôi. Đại ca dám một gậy thôi, bất luận là ma quỷ gì cũng cho thành ma hèn thôi, đúng không nào? Đúng thế, chắc chắn rồi đấy. Được rồi, tối nay đại ca biểu diễn cho các người xem. Đem qua trong rừng ma khiến cho thư nhân buôn châu báu bị thua, thắng 10 lượng bạc về cùng mọi người uống rượu. Hay đó, đại ca tuyệt thật, đại ca uống trà đi.
chẳng đơn khó chợp, dư lương sợ tử. Canh ba nửa đêm chỉ có thể nghe tiếng từng từng từng. Này, nhà kia đúng là làm mất giả hứng của tiểu thư chúng tôi. Tên tại hạ là Đậu Vọng Tam, xin hãy lượng thứ cho tiểu sinh đã mạo vội. Chỉ là bởi vì khúc nhạc của cô nương đã khiến cho đào bị say đắm. Tại hạ không có ý làm phiền cô nương đâu. Tiểu thư, người này trán rộng, không phải trán hẹp, lông mày nhọn, hai con mắt trông rất mị mị, chắc chắn là người không tốt đâu. Mai Lan à, không được vô lễ. Tiểu thư, không phải nô tỳ nói sai đâu. Anh ta nói tiếng gì mà từng từng chứ? Anh ta muốn tán tỉnh cô thôi. Mai Lan à, khi nào em học được thói xấu này vậy? Sau này em không được nhắc đến chuyện này nữa, nhưng đừng có nói nữa, chúng ta đi thôi. Xin hỏi tên cô nương là gì và nhà ở đâu, để cho tại hạ có thể viếng thăm. Cha tôi họ Khương, là thương nhân của thằng Tây, xin thất lễ. Thương nhân của Tiền Trang họ Khương sao? Ồ thì ra chính là con gái của họ Khương. Đúng là nàng tiên giáng trần rồi đấy. Cả ngày rồi mà vẫn không thấy một con ma nào cả. Chẳng lẽ những cô nương đó đều đến chung một ngày sao? Chẳng lẽ những câu chuyện đó bọn họ nói đều là thật? Ở đây có ma nữ Sơn Lâm sao chứ? Làm gì mà có ma nữ chứ? Nếu như mà có ma thật thì đã hù chạy hết bộ cướp rồi. Với lại làm thế nào mà có nhiều người ở đây để lại tiền mãi lộ chứ? Xin ma nữ tha mạng, xin ma nữ tha mạng. Không biết lớn nhỏ, làm sao người dám xâm nhập vào nơi của nữ quái chứ? Ma nữ sao? Ma nữ làm gì mà có chân chứ? Tôi đã nhìn nguyên một ngày rồi đấy. Hôm nay muốn xâm phạm khu rừng của cô thì cũng không được. Người muốn làm ta thỏa mãn sao? Chưa đủ tư cách đâu. Vậy thì hãy chờ mà xem. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Cây kim cang bản côn của Tôn Ngộ Không tuyệt thật. Sera sao? Hôm nay phải để cho lão Tôn này thu phục con yêu tinh này. Cây này đánh con ma nữ trong rừng, cây này đánh tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh, giả quỷ, tiểu yêu tinh trong rừng. Tiểu yêu tinh, giả quỷ, tiểu yêu tinh trong rừng. Đại ca, có phải con ma trong rừng vẫn chưa có tin gì không? Vậy bây giờ cần phải làm thế nào? Người yên tâm đi, nhà của ta còn có rất nhiều hàng. Này, hai người anh em, thế ra chuyện hôm qua người kinh doanh châu báu đó nói thật là bên trong rừng đúng là có một con ma nữ chuyên bắt đàn ông. Nhưng từ khi cô ta gặp phải tôi, người đàn ông trong của người đàn ông, cô ta đã không còn hứng thú với người đàn ông nào khác nữa. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Bởi vì có ta mới có thể khiến cho cô ta thỏa mãn. Mà sao? Thế giới này chỉ có ma cá cược, ma nghèo, ma háo sắc, nhưng mà không có ma thật đâu. Không phải đâu, chuyện của bọn họ bán trà đó mà. Có một nơi đúng là rất đáng sợ, chỗ đó đúng là ma thật đó. Có ma gì chứ? Chính là ở nhà Khương Đại Hộ đó. Khương Đại Hộ là người giàu nhất ở Vĩnh Nam Giang Tây, nổi tiếng ở Gió Thổi Hoàng Đế Khu Làng, Hồ Cửu Hán. Không biết có phải vì chuyện này mà khiến cho ma chơi quỷ hờ tháng trước đã có tiếng náo động của ma quỷ ở căn nhà tranh. Không ngừng chọc bán ta để tránh chuyện này, Khương Đại Hộ đã dọn nhà đến thành Tây, chỉ để lại hai gia đình canh căn nhà tranh. Ai ngờ rằng hai gia đình đó bị chết một cách kỳ lạ, sau đó lại thay một vài gia đình khác, nhưng tất cả đều chết giống như nhau.
Có con ma lợi hại như thế sao? Dĩ nhiên có rồi. Khương Đại Hộ nhận thấy cánh cửa của nhà tranh có ma, vì thế đã vứt bỏ. Đại ca, lần này anh sẽ đi xem chứ. Đi tìm hiểu sự thật có ma hay không? Cha tôi là Hậu Khương, là thương nhân của Tiền Trang Thành Tây. Tôi phải đi đây. Được rồi, tối nay sẽ đến nhà Khương Đại Hộ một chuyến. Cố ý ở đó tá túc một đêm. Tiểu Ưu, con đến thật đúng lúc đấy. Đây là công tử Đào Dòng Tam. Anh ta chỉ học rộng hiểu cao mà còn biết xem tướng số. Anh ta nói cuối năm nay chàng sẽ phát tài đấy. Xin chào Đào công tử. Xin chào cô Khương. Đào công tử, hay là gây giúp con gái tôi xem thế nào? Cung kính không bằng phục tùng. Đào công tử, Đào công tử, thế nào, con gái của tôi như thế nào? Tốt, tốt lắm, cô ta là người đẹp nhất. Thật không? Không chỉ như thế đâu, Khương lão già. Trong tháng này, con gái của ông sẽ có hỷ sự, vậy sao? Tuyệt thật. Con gái này của tôi đã được tôi nuông chiều khi còn nhỏ. Nó chọn chồng so với tôi, chồng vợ còn khó hơn. Tôi còn sợ không ai cưới nó. Bây giờ cậu nói thế, ta rất vui. Chà, tại sao nói chuyện này trước mặt Đào công tử chứ? Khương lão gia, xin người yên tâm. Người Khương tiểu thư sẽ lấy là một tuấn kiệt. Nhất định là một tuấn kiệt. Thảo nào có duyên cùng Đào công tử. Chỉ bằng tối nay hãy ở lại đây qua đêm. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị cơm rượu. Chúng ta cùng nhau uống một trận thỏa thích thế nào? Cảm ơn ông Khương. Thật ra tại hạ hôm nay đi ngang qua quý phủ, vốn dĩ muốn lên kinh ứng thí. Tôi không muốn làm phiền Khương lão gia và Khương tiểu thư. Nếu mọi người không ngại, tại hạ muốn tá túc bên ngoài ngôi nhà tranh là được rồi. Vậy nói thật với Đào công tử, ngôi nhà tranh phía sau vườn luôn có ma quỷ quấy rối. Thật ra không dám để Đào công tử ở đó. Đúng thế, ở đây chúng tôi có rất nhiều phòng, chỉ bằng bình thường mà nói, nếu như không làm chuyện gì xấu, tôi cũng không sợ ma đến gõ cửa. Đào Vòng Tam là một người chính trực. Tuy tôi không phải là anh hùng gì, nhưng cũng không phải là một người nhát gan. Ma quỷ làm sao có thể hại được chứ? Tôi rất ngưỡng mộ chính khí của Đào công tử. Đúng thế, tôi hoàn toàn đồng ý với con gái của mình. Được rồi, anh có thể ở lại đây. Có lẽ là sự ngay thẳng của Đào công tử có thể xua đuổi bọn ma quỷ hung tợn. Rất cảm ơn. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn mang lợi ích đến cho con gái của tôi sao? Đào công tử, chúng tôi chỉ có thể đưa anh đến đây. Cảm ơn cô già. Ta thật sự muốn cùng với cô ta quan hệ. Anh có mang tiền theo không? Cô nhớ là tôi bảo gì chứ cô không? Dĩ nhiên rồi. Thứ nhất là cám dỗ anh ta, sau đó nói với lão gia là anh ta cưỡng hiếp tôi.
và đưa anh ta đến quan sau đó, đưa hắn ta vào tù, cắt đứt gân chân của anh ta, lột da anh ta, uống máu của anh ta, lấy trái tim của hắn ta làm thức ăn cho chó. Được rồi, vậy thì tốt, tối nay chúng ta sẽ ra tay. Nhưng mà tôi sợ con ma trong nhà tranh. Vậy có sợ ma hay con muốn trở nên giàu có về sau? Tôi không quan tâm đến ma gì cả, tôi chỉ biết là có tiền thôi. Này này, hãy mặc bộ áo gợi cảm vào đi. Được rồi, tôi sẽ khiến cho anh ta nóng đến hết mức đấy. Đại ca, anh có nghĩ là lần này dòng tam sẽ trúng kế không? Cứ tin tôi đi, nếu anh ta không giỡn cợt cô gái đó, tôi sẽ tự thiến mình đấy. Ừ, thì ra là cô. Bắt này cô hung dữ như thế, chứ bây giờ cô lại xoa bóp cho tôi, hay là cô muốn giết tôi? Tôi sợ là anh đã học quá sức, vì thế tôi đến xoa bóp cho anh. Công tử à, người có cảm thấy thoải mái không? Đúng thế. Để ta xoa bóp cho chân của chàng. Mày là, em cũng mệt rồi, để ta xoa bóp cho nè. Công tử, chàng xấu quá. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Mày là, nàng có cảm thấy thoải mái không công tử à? Thôi nào, nàng đừng có giả vờ gì cả. Tôi tin rằng là nàng thích cách xoa bóp. Ô không, dừng lại đi, tôi không chịu được nữa công tử à. Tại sao người đẩy tôi ra chứ? Tại sao người đẩy tôi ra chứ? Thế đạo đức suy thoái trên đời, ta không ngờ cô thô bỉ như thế chứ. Trơ tráo thật, rẻ mạt và quá châm mùa. Ta rất hối hận là đã quen biết cô. Anh nói tôi hèn hạ, trơ trẽn và rẻ mạt sao? Chính người tán tỉnh tôi trước. Thật ra là tôi chỉ muốn hy sinh để thử cô. Không ngờ cô lại là người như thế. Cút đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Cô cút khỏi ngay đi. Cút sao chứ? Chính là người vô sĩ. Khi gặp tôi, đồ bẩn thỉu. Chết tiệt, cô còn nói nữa? Chưa có ai dám cám dỗ đạo công tử cả. Cô là kinh điển gì chứ? Đúng là ngu thật. Chưa có người đàn ông nào mà không chấp nhận sự khi gợi của tôi. Lũ bạn bè như các anh lại bảo tôi cám dỗ anh ta. Tôi trả lại tiền cho các người đó. Thà tôi kiếm ít tiền còn hơn là bị đùa. Này, cô ta nói đúng đó. Nếu như cô ta cám dỗ tôi, tôi sẽ khiến cho cô ta khốn khổ. Đừng ngốc nhà. Này, tại sao kéo tôi vậy? Tôi đâu có kéo anh đâu. Có ma. Đồ chết tiệt. Sao lại để tôi ở lại một mình chứ?
Các ngươi muốn gì? Ta cảnh cáo các người, nếu muốn đùa thì hãy quang minh chính đại ra mà đùa, đừng có nhát gan thế. Các người là ai? Chúng tôi không phải là người. Và các người là ma sao? Mà có thể đẹp giống như người như thế sao? Các người đừng có dọa tôi, tốt nhất là hãy về nhà. Ngay cả ma anh ta cũng không sợ sao chứ? Xem anh ta lớn gan thế nào. Chúng ta hãy sẵn mặt đi nào. Ma, có ma, có ma. Đào công tử, Đào công tử à, Đào công tử, Đào công tử, Đào công tử à. Tôi đang mơ sao chứ? Mơ gì nào? Ồ, ý tôi là tôi chẳng bao giờ mơ cả. Khi tôi thức dậy, tôi có thể gặp cô Khương bên cạnh giường của tôi. Nếu như mọi ngày đều giống như thế này, tôi thích rút ngắn cuộc đời của mình lại. Khương tiểu thư đến đây làm gì vậy? Cha tôi muốn gặp anh, vì vậy ông ta bảo tôi sang đây. Thật là vô lý. Đạo đức trên đời này thật là suy thoái. Ta không ngờ là người lại hèn hạ như thế, vô liêm sỉ, dâm mồ. Ta đã nhìn lầm anh. Cha, đừng có tức giận mà. Có lẽ cô ta có lý do để cho cô ta giải thích trước đã. Cô ta có gì mà giải thích chứ? Lão già, nô tỳ không có ý đâu. Người không có ý sao chứ? Tối hôm qua thấy người lén lút ở khu nhà tranh và mặc đồ giống như là một kỹ nữ, đang cám dỗ Đào công tử. Ta nghĩ là người thực sự thích anh ta. Không, xin lão già hãy tha thứ cho nô tỳ. Xin đừng đuổi nô tỳ. Cút ngay. Chúng ta không muốn con kỳ nữ như người ở trong nhà. Cút đi. Chà, Mai Lan chỉ sẽ làm phút chốc thôi mà. Xin đừng có đuổi cô ta. Khương lão gia, tại hạ là người ngoài, đáng lý không nên xen vào. Chẳng qua là tất cả các thiếu nữ đều cảm thấy tha thiết. Mai Lan cũng thế, cô ta còn trẻ. Huống chi Mai Lan tối qua quyến rũ tôi, nhưng tôi đã sớm nghi ngờ. Vì thế tôi làm lờ với cô ta, xem như không có gì xảy ra. Và Mai Lan cũng không làm hại đối với ai cả. Chúng ta hãy khiến cho câu chuyện lớn chuyển thành câu chuyện nhỏ đi, và sống một cuộc sống hài hòa. Đào công tử à, người đúng là tao nhã. Người có thể kháng cự cả sự quyến rũ của Mai Lan, và bây giờ người lại giúp người đã cố đùa với người. Tôi không nhìn nhầm người chút nào. Người đúng là một người đàn ông chính trực và nghiêm túc. Người quá khen rồi, Khương lão gia. Được rồi, nếu như đào công tử đã xin cho người thì thôi vậy. Đa tạ lão gia, ta có thể giữ người lại, nhưng từ giờ trở đi, người chỉ có thể ở trong bếp làm công việc ở trong nhà bếp thôi. Người không được phép vào đây, hiểu chưa? Cảm ơn lão gia, vậy thì hãy quay về làm việc đi. Cảm ơn lão gia. Đào công tử, cảm ơn anh đã cứu Mai Lan. Đó là việc tôi nên làm. Con có cảm thấy đào công tử là một người tốt không? Ta nghĩ là anh ta không chỉ tốt, mà còn khoan dung nữa, giống như là một vị Phật sống dậy. Tiểu thư quá khen thôi. Tiếc rằng đạo công tử đã nói, anh ta đã có người trong mộng, nếu như không, ta đã gả tiểu ưu cho người rồi. Chà, đạo công tử là một người kiệt xuất. Con làm sao xứng đáng với anh ta chứ? Tuấn Kiệt. Làm sao con gái yêu của ta có thể gặp một tuấn kiệt như đào công tử chứ? Khương lão già, ta lỗi cho tại hạ nói thẳng, cứ nói. Thật ra, người trong mộng của tôi là Khương tiểu thư. Ồ, vậy sao? Thế thì tốt lắm. Khương lão già, ngươi không nên gọi ta là Khương lão gia nữa. Bây giờ tiểu ưu sẽ kết hôn cùng cậu, vì thế cậu trở thành một người thành viên trong gia đình của ta rồi. Hãy gọi ta là cha đi. Thưa cha, ta sẽ ra định cho đầy tớ giúp con dọn đồ đến. Con có thể ở đây ngay từ bây giờ. Xin hãy tha lỗi cho con. Thưa cha, bởi vọng tam là người bần hàn, con không muốn người khác nói con nhờ cha mà trở nên thành công. Vì thế con vẫn tiếp tục sống ở trong căn nhà tranh cho đến khi con đỗ đạt thì sẽ không ai dám nói nữa.
Con đúng là một người có chí khí, ta rất ngưỡng mộ con đấy. Được rồi, thì con làm gì thì làm vậy. Gì thế nương tử? Chàng thật tệ sao? Đừng mà. Nhưng đây là lần đầu tiên thiếp ngủ chung với một người đàn ông. Nàng ngốc quá. Chúng ta đã kết hôn rồi mà. Nàng không phải cần lo gì. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Chị à, em không có hiểu. Chúng ta bắt chước điều mà đạo công tử và vợ anh ta làm, nhưng chúng ta không cảm thấy vui vẻ như họ. Tại sao chúng ta cảm thấy bất mãn chứ? Làm thế nào mà ta biết được? Tướng công à, đến lúc thức dậy rồi đấy. Tướng công. Đến lúc thức dậy rồi đấy. Nhưng mà điều hạnh phúc mới là cái giá cao, giá gì chứ? Nàng sẽ thấy thôi. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem.
tôi đã làm như thế khi chúng tôi đi vào. Thiếp muốn thế, nào. Tôi phải làm như thế nào trong khi ăn cơm? Bây giờ nào muốn gì? Thiếp muốn như thế đấy. Tôi phải làm như thế khi chúng tôi ra ngoài bờ hồ. Ngay cả trong khi đang ngủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ tôi lại mạnh mẽ như thế. Đó là điều mà mọi người nói. Lần đầu tiên kết hôn, khó khăn, cuộc sống khó khăn bắt đầu bởi vì con người quá bận rộn cả ngày và đêm. Anh không cần phải áp dụng cho tất cả các sức mạnh của mình. Tôi không chỉ dùng sức mạnh của chính mình mà còn cả vợ tôi nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ có một ngày mệt mỏi. Tôi không thể để tình trạng tiếp tục như thế. Vẫn còn có một cách. Anh có thể viện một lý do. Anh muốn quan tâm đến việc học của mình. Và anh có thể nói với cha mình rằng anh muốn một mình học tập ở ngôi nhà tranh. Trong khi đó vợ anh có thể đến thăm anh hai lần một tiếng hay là một tháng. Đó là tất cả. Đó là một ý kiến hay đó. Thành thật xin lỗi. Lần tới tôi sẽ đại các huynh. Tôi phải đi đây, tạm biệt. Đại ca, anh thay đổi nhiều quá rồi. Anh bắt đầu học cách quan tâm đến người khác đi. Cái đó cảm thấy ta là một người tốt không? Anh trông rất là hung ác. Anh nói đúng. Anh nghĩ tôi là sẽ đưa ra một ý kiến hay cho anh ta sao? Vậy ngu thật đấy. Tôi bảo anh ta rời xa vợ mình. Đào vòng tam sẽ phải cô đơn. Vì thế chúng ta có thể đùa anh ta như chúng ta muốn, hiểu chưa? Mọi người gọi Bành Tiểu Nhĩ là anh bác. Cái gối của anh ta lớn giống như thế. Tôi nháy mắt và nhún vai. Tôi lén và leo lên tất cả ngọn núi và sông. Tôi leo và leo qua tất cả ngọn núi và sông. Tôi leo và leo qua tất cả các ngọn núi và sông. Bây giờ anh ta cảm thấy vui rồi chứ? Đợi lát chúng ta sẽ cho hắn ta thấy. Tại sao hắn ta hấp dẫn tôi chứ? Chị à, chị biết tại sao đạo công tử cả ngày ở một mình không? Ai mà biết. Đến và dò anh ta đi. Lại là hai người các ngươi. Không phải là mơ. Có ma đấy. Đàn ông gì mà nhát gan như thế chứ? Chúng tôi vẫn chưa phải là ma. Nghe này, chúng tôi đã đến đây mỗi ngày. Tại sao anh còn sợ như thế chứ? Tại sao hai người cứ tiếp tục tự do ra vào nơi này hàng ngày như vậy? Đừng có để ý làm gì, bởi chúng tôi không phải là ma. Không phải sao? Vậy các người là gì? Chúng tôi là linh hồn. Anh ta nhát thật đấy. Thù anh ta thật là dễ dàng. Em đã bảo chị là người đàn ông rất nhút nhát. Anh ta muốn ngủ, chúng ta để cho anh ta ngủ. Tuyệt thật. Ánh trăng soi sáng khắp nơi. Em bé à,
Hình như là ngủ say rồi đấy. Bởi vì sáng mai mẹ phải làm ruộng. Bà phải dệt vải tới sáng mai. Giờ anh mấy ngày này không làm phiền anh nữa. Tại sao anh trông mệt mỏi vậy? Tôi nghĩ là mình cần phải ngủ ngay. Nếu tôi được giải thoát khỏi vợ, nhưng bây giờ thì tôi lại bị phụ nữ quấy rầy. Nhưng mà là hai hồn ma nữ. Trời ơi, xin hãy cứu tôi. Có thật là trong ngôi nhà tranh có ma không? Hơn thế nữa, chúng là hồ ly tinh. Theo như tôi biết, ngôi nhà tranh có ma. Có lẽ là có mộ xung quanh đó. Có lẽ nhà tranh cần được xây mộ. Có lẽ là cắt bỏ lòng mạch phong thủ của ngôi mộ. Vì vậy họ đến với anh. Vậy tôi phải làm như thế nào chứ? Điều mà anh có thể làm là tìm ra ngôi mộ, mua một chút gì để cúng tế. Cúng tế thứ gì chứ? Dĩ nhiên là hải sản tươi rồi. Và chuẩn bị thuốc bổ cùng với một vài con gà. Mang theo 3 bát cơm, 3 ly rượu, 3 cây nhang và 3 cây bông. Chỉ có 2 con thôi. Nhưng tại sao lại là 3 bát cơm chứ? Nếu không đủ cho chúng thì thế nào? Có thể họ còn thiếu một người. Vì vậy anh sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Anh ta đâu rồi? Anh ta đã đi rồi. Khỏi đây trước khi anh nói xong. Ngu thật đại ca. Cách của anh ta được chứ? Ta không biết. Thật ra tôi chỉ đưa ra một phương pháp bịa đặt thôi mà. Thu Vinh, Tiểu Tà, mình nghĩ là bọn họ. Xin hãy tha cho tôi. Tôi cũng rất là khờ dại, không biết gì cả. Xin hãy buông tha cho tôi. Xin đừng có quấy rầy tôi nữa. Các người làm gì ở đây? Anh đoán xem. Chúng tôi đến đây để thăm anh đấy. Tôi đã cúng tế các người rồi, các người còn muốn gì nữa chứ? Chúng tôi muốn gì? Anh khiến cho chúng tôi vui vẻ, anh sẽ có tất cả. Tôi không tin là anh ngưỡng mộ chúng tôi. Thật ra các người muốn gì? Không gì cả. Anh có thể thân thiện không? Không, đúng thế. Đừng để anh ta chạy. Dĩ nhiên rồi. Hãy để người nhát gan này thấy chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Nhìn đây. Chư Lai Phật Tổ, chư Sĩ Hán Bảo, trên mẹ của các người đó, làm ơn hãy giúp tôi đuổi hai hồn ma này đi, làm ơn. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, xin hãy giúp tôi. Im miệng đi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, xin hãy giúp tôi. Xin hãy lẩm bẩm một chút đi. Niệm thần kinh như thế vô ích thôi. Ngay cả học hoàng đế cũng không cứu được anh đâu. Tôi xin các người đó, xin hãy quay về chỗ các người thuộc. Hết cách rồi. Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ làm phiền người cả ngày và đêm. Và khiến cho người không ngừng. Ta sẽ làm gì với các người đây chứ? Tại sao hai người lại đối xử với ta theo cách này? Bởi vì trông anh ngu quá. Anh thở thì thào. Anh ngạo mạn. Anh thô lỗ. Anh không mặc quần áo trong. Thôi đi. Ta chịu đủ rồi đấy. Ta không thể nào chịu đựng hai người hơn nữa. Ta không muốn chịu đựng. Ta không sợ hồn ma. Ta là một người dâm loạn. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem.
Nhất lưu. Nhất giang xuân thủy hướng tây. Anh có nghĩa là có chút cường điệu không? Nói cho anh biết sự thật, từ khi tôi quan hệ với Thu Vinh và Tiểu Hà Tạ, họ coi tôi như là thần, họ rất vâng lời tôi. Để tôi cho anh xem một vài bằng chứng đây. Có nghĩa là không thể có nhiều người có bà vợ. Giống như lúc nãy tôi làm vậy. Nếu có một vài người đi nữa, thành công cho người phụ nữ của mình và hai người khác giống như tôi. Tôi tin rằng anh chưa bao giờ quấy rối như hồn ma đó. Vì thế ta là vua của tình dục. Trước đây chưa có ai làm tình với ma. Tất cả hành động không thường xuyên, tất cả triết học không cảm thấy. Anh trông rất là tệ. Gã tệ may mắn trong những kẻ theo sau anh. Ngay cả anh có thể cứu lấy mạng mình, anh vẫn không thể tránh khỏi bị lòng độc. Anh nói với tôi đều là thật chứ? Vì pháp sư không hề nói sai. Câu thần chú này có thể giúp anh. Xin anh hãy cẩn thận. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh có nghĩ đó là bùa hộ mệnh không? Tôi không biết, nhưng có còn tốt hơn là không có cái nào. Vậy nếu như vậy, tốt nhất chúng ta nên giữ nó cho kỹ mới được. Đó chỉ là loại đạo sĩ giang hồ thôi. Mình thì chẳng tin vào những thứ bùa ma này đâu. Nương tử, xem không quay về đi. Tướng công, lên đường hãy bảo trọng đấy. Cứu tôi với. Đưa lại đây. Làm ơn đừng. Đưa nó cho tao. Đưa nó cho tao. Đồ chó chết. Cứu. Làm ơn đừng. Hãy đi nào. Cứu tôi với. Trời đất. Dân tiên phu nhân. Chết rồi. Mình có thể làm gì đây chứ? Ta nói là đưa nó cho tao mà. Đưa nó đây cho tao. Các người muốn làm gì? Tôi muốn phong lưu với cô không? Không ư? Cô không có sự lựa chọn nào đâu. Nhanh rồi, đến lượt tao. Mình có thể làm gì đây chứ? Ừ đúng rồi. Mình có thể dùng cái bẫy cụ mà mình đến đi tuần. Thưa bộ đầu, hình như phía trước có tiếng kêu cứu đấy. Thật vậy sao? Nhất định là bọn sơn tặc rồi. Các anh em, chúng ta cùng xông lên nào. Tôi đã sớm muốn bắt được bọn sơn tặc này rồi. Và đưa tất cả bọn chúng vào trong ngục rồi đấy. Nhân tiên phu nhân, cô không sao chứ? Tôi không sao, anh là... Tôi là Đào Dòng Tam. Chúng ta đã từng gặp nhau tại Trà Quang rồi đấy. Tôi nhớ ra rồi, anh là Đào Công Tử. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo cho cô ổn thôi. Tôi chỉ dẫn làm quan lính đến để dù hù bọn họ, bọn chúng chạy thôi. Cảm ơn Công Tử. Nhưng chúng ta phải nhanh chân rời khỏi chỗ này. Và sẽ nếu như bọn Sơn Tặc biết không có quan sai thì... Thì sao chứ? Thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Được rồi. Có chuyện gì vậy? Chân tôi nó đau quá. Tôi nghĩ là cô bị đau trong khi cô té xuống. Có lẽ là vậy. Tôi mang theo một số thuốc. Hay là tôi dìu cô qua bên đó đã. Và tôi sẽ giúp cho cô nắng lại chân. Vậy thì xin cảm ơn Công Tử nhiều lắm. Cô không sao chứ? Cô cảm thấy tốt hơn chứ? Nó cũng tốt hơn rồi đấy. Công Tử quả là có kỹ năng nắng chân giỏi thiệt.
Có lẽ là vì tôi có giúp qua nhiều người trước đây. Thì ra là vậy. Ôi, có bị sao vậy? Tôi, tim tôi hình như là rất đau. Ở đâu? Ở đây. Cô vẫn cảm thấy đau không? Hãy để tôi giúp cô nào. Ờ, nó to quá. Cũng giống cô vậy. Anh đã đào giọng ta. Đứng dậy, có chuyện gì không? Tôi đã làm gì chứ? Anh đã can tội cưỡng hiếp và cướp của. Đưa tập hành trong con đường. Đại nhân à, chính là hắn ta đấy. Chính hắn đã cướp của Thao Chân ở bên bờ hồ. Hắn đã cướp toàn bộ nữ trang của Thao Chân và còn cưỡng hiếp Thao Chân nữa. Đại nhân không có, Thao Chân bị oan đấy. Cái gì chứ? Còn dám nói là không sao? Ngày đó, một người vừa sợ và còn khen ngực của tôi bự nữa. Và anh đã nói với tôi như là một con gà bự. Và còn nói là sẽ chia nửa cái đùi gà với tôi nữa. Không, tôi không có nói về cái đùi gà nào cả. Đại vương đừng có tin những lời nói của cô ta, cầm miệng. Vụ án phức tạp nên bổn quan phải điều tra một cách rõ ràng. Cô phải nói cho bổn quan tất cả sự thật. Từ những sự việc bắt đầu đến kết thúc ra sao một cách tường tận và rõ ràng. Cô có hiểu không nào? Cũng bị bổn quan thêm, mình mới bảo. Dân, Thảo Dân hiểu. Vào cái ngày đó, chồng của Thảo Dân đem những nữ trang về lại trong tiệm. Thật không may, Thảo Dân lại gặp phải cái gã châm tặc này ở hồ. Khi hắn ta nhìn thấy Thảo Dân, hắn đã lột quần ra. Quần của ngươi sao? Không, quần của hắn. Sau đó hắn ta đã đẩy Thảo Dân nằm trên cỏ và túm lấy cái gì? Hắn túm lấy mông của Thảo Dân. Sau đó thì sao chứ? Sau đó thì hắn ta bắt đầu quấy rầy Thảo Dân. Sau đó thì sao nữa? Sau đó thì hắn ta cưỡng hiếp Thảo Dân. Phản đối. Thảo Dân phản đối về những gì cô ta vừa nói. Sự thật là không phải như thế. Người còn dám nói không ư? Người đã bắt được tôi. Rồi tục bộ đồ lốt của tôi ra. Sau đó cưỡng hiếp tôi. Đúng. Tôi đã làm nhưng. Làm ơn đừng. Mặc kệ hắn. Hãy tiếp tục nói đi. Cảm ơn đại nhân. Và lúc đó Thảo Dân cố kháng cự lại hắn.
Nhưng hắn ta không ngừng cưỡng hiếp và đánh Thảo Dân nữa. Và hắn ta kẹp chặt Thảo Chân như là một con cua vậy. Quá đồi bại đi. Và hắn ta còn xâm phạm Thảo Chân nữa chứ. Hắn ta kẹp chặt lấy Thảo Chân, uổng kiếp vậy sao? Và sau đó đẩy cả Thảo Chân xuống đất. Thật là tình cảnh khó khăn rồi đấy. Sau đó hắn ta nằm trên người của Thảo Dân, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, vào vào ra ra, cứ như thế. Hút thổi liếm rồi kéo ra kéo vào. Nó thật là quá đáng đấy. Người đâu, đưa đầu dòng tam tống vào trong ngục cho ta. Ngày mai xử trảm. Không biết sau này mình còn có cơ hội để làm thêm một lần nữa hay không. Chà, cha nhất định phải cứu chồng con ra. Chà, nhưng bị ghép vào tội cưỡng hiếp là phải chết còn có biết không? Làm sao mà cha có thể cứu nó được chứ? Nhưng vòng tam không thể chết được. Nếu anh ấy chết, con không biết rằng cuộc đời của con sẽ như thế nào. Phiên à, hãy chuẩn bị cho ta 100 lượng bạc. Và hãy mang cả gia bảo của ta ra nữa. Nhanh lên. Dạ, thưa lão gia, đi đi. Con ngoan, con hãy ở nhà chờ cha. Giờ cha sẽ đích thân đi tìm Huyện đại gia để cầu xin vòng tam. Hy vọng là Huyện đại gia bỏ qua chuyện này. Ông trời ơi, làm ơn hãy phù hộ cho tướng công con vọng tam, phù hộ cho anh ấy có thể tai qua nạn khỏi. Nếu như chồng con có trở ngại về an toàn, con nguyện giảm đi 10 năm tuổi thọ cho mình, giết heo tạ ơn để báo đáp công ơn của thần. Tất cả những hành động là nhất thời, tất cả những pháp đạo đều không được nhận thức. Những hậu quả này có thể đoán trước được mà tại sao con lại làm như vậy chứ? Này, hãy đến đây nào. Sao mà gấp quá vậy chứ? Em còn gấp hơn anh nữa đấy. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng có giả vờ nữa. Ồ không. Chị à, chị là cái gã đàn ông thối tha này cùng với con mụ đê tiện này quên quen biết nhau đấy. Tại sao lại muốn hãm hại vọng tam chứ? Không, không liên quan đến tôi. Thật là không liên quan đến tôi. Đừng khốn kiếp. Tướng công của chúng tôi giúp đỡ cô như thế, cô trợ ơn ở đấy thế sao chứ? Đừng có nói gì với bọn họ nữa. Hãy giết bọn họ đi. Ma, cứu tôi với. Cứu tôi với. Đây là ma. Có ma. Ma, cứu tôi với. Đừng có giết tôi. Đã bớt được cái giết tôi. Nếu như ông không muốn chết, hãy nghe lời tôi. Được rồi, được rồi. Dòng tam là vô tội. Chuyện này thật ra là do con bộ đàn bà kia và bộ sơ tạc hãm hại. Họ muốn hãm hại vòng tam. Nếu như ông mà còn thăng đường phán lại và đưa con bộ trong tặc cùng với bọn cướp táo bạo đó, và sau đó là thả vòng tam, chúng tôi sẽ quấy rầy ông cả ngày lẫn đêm. Được rồi, được rồi. Tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông. Hãy hỏi đi. Có cái đền nào trong rừng không? Có. Trong rừng có một cái miếu. Đó là nơi thờ của, đó là phán quan mặt đen. Sao mà đây một mình vậy? Thu Dung đâu?
Sau khi em và chị ấy đi tìm được con mồi trong tạc đó, chúng em quyết định chia ra hai hướng để hành động. Em thì chịu trách nhiệm xử tên quan đó, trong khi chị ấy đi cứu anh. Chúng em hứa là sẽ gặp nhau tại đây. Nhưng vừa rồi em có hỏi qua thổ địa, khi mà chị em qua cái miếu thần hoàng, chuyện gì đã xảy ra chứ? Chị ấy bị quan sắc mặt đen bắt rồi. Đưa cô ta vào đây. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Chắc phán quan trông thấy thi tỷ xinh đẹp và ông ta ép buộc chị phải làm thiếp của ông ta. Thu Dung đối với anh có ơn. Anh không thể nào mặc Thu Dung được. Tiểu Tà, hay là chúng ta cùng xuống dưới âm phủ đi, đi cứu Thu Dung. Không, anh không thể đi được. Nhưng anh không thể để cô ấy một mình được. Anh thật là vô dụng mà. Anh không thể cứu người mà mình yêu được. Học nhiều như thế này, anh thật là vô dụng. Bùa phi hồ, làm thế nào anh có được tấm bùa này vậy? Một pháp sư đã đưa nó cho anh. Nhưng sao? Lá bùa này có thể bảo vệ tướng công đấy. Chúng ta có thể xuống địa ngục để giải thoát cho tỷ tỷ rồi. Chúng ta đi nào. Thu Dung, Thu Dung à, chị ơi, Thu Dung à, chị ơi, Thu Dung, Thu Dung, chị à. Thu Dung, chị ơi. Thu Dung à, Thu Dung, Thu Dung à. Tướng công, đừng lo, chúng ta đến đây cứu em đấy. Nếu không, phán quan mặt đen đến thì không còn cơ hội mà rời khỏi đây được nữa đâu. Phán quan mặt đen, người đã cho gã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người rồi và dùng chúng vào mục đích tà ma của ông. Và khi còn tự ý thu thập các hồn ma để lấy rối nhân gian, tôi sẽ thay trời để trừng trị người. Và đưa người xuống 18 tầng địa ngục, mai không được siêu sinh. Tướng công, chúng ta hãy chạy đi. Hmm.
Tướng công à, đừng tưởng cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi. Thế tự là sẽ không còn thấy cha nữa chứ. Đúng rồi, đừng tưởng sao nàng lại ở đây chứ. Thiếp biết cha bị nhốt vào trong ngục, vậy thì thiếp đã đến miếu thần hoàng và gặp cao tăng luôn. Ông ta nói là cha đã gặp nguy hiểm, nhưng ông ta có cách cứu cha. Vì vậy thiếp và ông ấy đến đây để cứu cha đấy. Ra là vậy. Yêu quái to gan. Yêu quá, chụp các người chạy đi đâu? Tên quả thường thúi tha này. Huấn kiếp, chúng tôi không có đắc tội gì với ông mà. Tại sao lại muốn giết tận chúng tôi chứ? Hai cô yêu quái các ngươi đến từ thế giới khác, và ta làm những điều sai hại, ta sẽ không cho các ngươi đi đâu. Làm ơn ông hãy tha cho Thu Dung và Tiểu Tạ đi. Nhưng họ là yêu quái, và xem chút nữa là thí chủ đã không còn mạng sống nữa rồi. Thì tại sao lại còn cầu xin cho bọn họ chứ? Những ngày tôi bị oan, nếu như không có họ đến giúp tôi thì tôi sẽ sớm bị chém đầu, mất mạng rồi đấy. Nhưng thí chủ gần chết dưới âm phủ, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Nếu như Thu Dung không phải chỉ vì cứu tôi thì tuyệt đối không bị tên phán quan mặt đen đó bắt đâu. Tuy nhiên tôi không phải là người có tiếng tăm, nhưng tôi không phải là một người tham sống sợ chết đâu. Thu Dung có thể quên mình mà cứu lấy tôi thì tôi tại sao lại không thể chứ? A Di Đà Phật. Sư phụ à, làm ơn hãy cứu họ. Tôi nghĩ hiện giờ đã quá trễ rồi, bởi vì hồi nãy Bần Tăng đã cùng họ quyết đấu một trận và đã đánh cho bọn họ ba hồn bảy vía cũng tan rồi. Tôi nghĩ hồn của họ sẽ tan sớm thôi. Thu Dung và Tiểu Tà có gian díu với chồng cô, tại sao cô lại cầu xin cho họ chứ? Bởi vì tôi không muốn thấy chồng tôi buồn. Nếu như ông không cứu họ thì tôi và chồng tôi cũng sẽ không yên tâm đâu. Cầu xin ông đấy, cầu xin ông đấy. Nương tử à, tướng công, ở thế gian tình là gì mà phải làm cho bao người phải đau khổ? Được rồi, hãy để ta thử dùng gọi hồn đại pháp thử coi, để xem cứu được bọn họ hay không. Cảm ơn ông. Gọi hồn đại pháp có thành công hay không thì phải dựa vào lòng quyết tâm của anh đấy. Đặc phu nhân cô phải tin tưởng tuyệt đối vào chồng của mình đấy. Nếu như không, Thu Dung và Tiểu Tà sẽ không thể cứu được đâu, và còn tính mạng của hai người cũng sẽ gặp nguy nữa. Bây giờ là ba hồn bảy vía của Thu Dung và Tiểu Hà sẽ đưa các người đến âm dương đạo. Khi mà hai người xuống tới đó, phải tìm thấy họ trong vòng một nén nhang, phải tìm ra được họ đưa về. Nếu không, anh sẽ không bao giờ cứu được họ nữa. Đừng có bao giờ để cho sợi dây màu đỏ ở trên tay của hai vị bị đứt đấy. Lúc tôi phát ra công lực, đừng bao giờ để phân tâm đấy. Và đạo phu nhân có lẽ sẽ bị một vài con ma quỷ quái rối, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được để cho sợi dây đỏ bị đứt. Nếu không, đạo thí chủ sẽ bị biến mất trong lục đạo luân hồi và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Bạn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Thu Dung à, Thu Dung, Thu Dung, Thu Dung à, Tiểu Tạ. Anh đã tìm thấy em rồi, em không sao chứ? Tướng công, tướng công.
Cô Đào, hãy tính chuyện thế nào, nếu không thì chồng cô sẽ biến mất đấy. Vĩnh viễn sẽ bị biến mất. Lục đạo luân hồi đấy. Đào phu nhân, kéo đây mau. Em không sao chứ? Tướng công, nương tử, tướng công, thật là cảm ơn nàng. A Di Đà Phật. Trời có đất hiếu sinh, cho dù Thu Dung và Tiểu Tà mang thân yêu ma, nhưng họ cũng không làm hại dân gian. Thêm vào đó là tình yêu của đôi vợ chồng Vọng Tam đã cứu được hai người trở về đấy. Sau này hai cô không còn bắt được gì nữa, trở lại làm người phàm. Mong hai cô hãy trân trọng cơ hội này. Cảm ơn đại sư nhiều lắm, tướng công, nương tử. Từ bây giờ trở đi, mặc kể là ngày hay đêm, ba người vợ của ta là Thu Dung, Tiểu Hạ và Tiểu Thiêu sẽ sống với nhau thật thân mật và hạnh phúc, sống với nhau rất hòa đồng. Họ chia sẻ mọi thứ. Phim có nội dung người lớn, khán giả nên cân nhắc khi xem. Đừng có lo, anh đã thề với trời rồi, anh sẽ không thua Đào Vọng Tam đâu. Anh phải chờ một cung ma nữ từ hiện thân ra cho anh xem. Sau khi chơi xong rồi anh sẽ cho em làm. Này thằng kia, tao vẫn còn là gái trinh khi tao chưa chết đấy. Các người hãy đến chờ ta đi nào. Là ma đấy.